Thưa quý vị và các bạn, Mỹ đã bị cuốn vào vòng xoáy của hàng loạt cuộc xung đột trên toàn cầu kể từ đầu năm 2022. Những dấu hiệu mới đây cho thấy nước này đang bị đẩy vào trạng thái phòng thủ thay vì chủ động như thường thấy. Theo nhận định của tờ Politico ngày 19 tháng 1, các quan chức hàng đầu của Mỹ đã nhận thấy mình ở một vị trí bất thường tại cuộc họp thường niên của Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos trong tuần này. Mỹ đang bị ép vào một tư thế phòng thủ, trong khi từ trước đến nay Washington thường chiếm ưu thế. Hiện tại các quan chức Mỹ phải đối mặt với một loạt câu hỏi và cuộc tranh cãi chính trị về việc cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, sự phân cực trong quốc hội, quan điểm ủng hộ Israel bất chấp sự đau khổ của người Palestine ở giải Gaza và chiến dịch ném bom ngày càng gia tăng chống lại Houthi ở Yemen. Cùng với đó, các quan chức Mỹ phải trấn an các đối tác nước ngoài rằng Washington vẫn kiểm soát được tình hình và rằng đây là thời điểm phức tạp nhưng không có gì mà Mỹ và các đồng minh không thể giải quyết được. Năm 2023, khi các quan chức Mỹ đến Davos, họ đã khoe khoang về sự hỗ trợ của phương Tây đã giúp Ukraine đứng vững trước Nga như thế nào và việc đầu tư vào năng lượng sạch đã khiến Mỹ trở nên cạnh tranh hơn ra sao, ngay cả khi điều đó dẫn đến một cuộc đối đầu lớn dù tạm thời với châu Âu. Khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tham gia một sự kiện chính tại Davos để thảo luận về cách chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mong muốn điều hướng tới một thế giới hỗn loạn. Nhà báo Thomas Friedman của tờ The New York Times đã hỏi ông rằng cuộc sống của người Do Thái có quan trọng hơn cuộc sống của người Palestine và người Hồi giáo hay không. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bác bỏ giả định đó, cho rằng Washington đã thúc đẩy Israel giảm thiểu thiệt hại dân sự ở giải Gaza ngay khi nước này ủng hộ việc trả đũa Hamas. Khoảnh khắc đó chỉ là một lần trong nhiều lần các quan chức Mỹ, dù ở nơi công cộng hay riêng tư, buộc phải giải thích tình trạng rạn nứt của nền chính trị Mỹ và những tầm nhìn trái ngược nhau trong chính sách đối ngoại của nước này. Thượng nghị sĩ Chris Coons, thành viên của phái đoàn Quốc hội Mỹ gồm 7 nghị sĩ tham dự diễn đàn ở Davos, thừa nhận ông và các đồng nghiệp của mình đã phải trấn an các nhà lãnh đạo toàn cầu về những tranh cãi nội bộ ở Mỹ, cụ thể là về khoản 61 tỷ đô la Mỹ viện trợ cho Ukraine và khả năng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại nắm quyền. Nhưng ông Coons, một người bạn thân thiết của Tổng thống Joe Biden nói thêm rằng không có lý do gì để phàn nàn về Mỹ, nhất là vì nước này đã củng cố các mối quan hệ trên toàn thế giới và củng cố nền kinh tế của mình trước những cơn gió ngược. Nghị sĩ Coons nói rằng ông cảm thấy lạc quan hơn về vị thế của Mỹ trên thế giới. Không phải ai cũng cảm thấy như vậy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phàn nàn trong một phiên họp bị rò rỉ thông tin về tình trạng tồi tệ của nền chính trị Mỹ. Những người khác bày tỏ mối quan ngại rõ ràng về ý định của Washington. Ngoại trưởng Litva Gabrielius Landsbergis cho rằng Mỹ là nhà bảo đảm an ninh châu Âu. Đó là sự thật, chúng tôi cần Mỹ. Tôi thậm chí còn chưa nghĩ đến những kịch bản về sự thay đổi lập trường của Mỹ. Điều đó sẽ chỉ thúc đẩy tình trạng hỗn loạn và sau đó có thể sẽ dẫn đến nhiều chiến tranh hơn, nhiều bất ổn hơn và nhiều tổn thất hơn. Về phần mình, đại sứ Ukraine tại Mỹ Osaka Makarova khi trả lời trong một sự kiện do hãng truyền thông Semafor tổ chức về mối đe dọa mà sự phân cực chính trị của Mỹ gây ra đối với việc trang bị cho lực lượng Ukraine nêu rõ, chúng tôi biết đây là năm bầu cử ở Mỹ, chúng tôi biết sẽ không dễ dàng để có thêm viện trợ cho Kiev. Cụ thể tại Yemen, chiến lược của Mỹ được dự báo dường như là tiếp tục đánh bom lực lượng Houthi nhằm làm giảm năng lực chiến đấu của lực lượng này. Tuy nhiên, hiệu quả của các đợt không kích này chưa được làm rõ. Dẫn lời các quan chức giấu tên, báo Washington Post ngày 20 tháng 1 đưa tin Mỹ đang chuẩn bị cho một chiến dịch ném bom dài hạn ở Yemen sau 10 ngày không kích làm suy yếu được khả năng của lực lượng Houthi nhắm mục tiêu vào các tàu ở Biển Đỏ. Tờ báo nói rõ chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden không mong đợi một hoạt động kéo dài như các chiến dịch của Mỹ ở Iraq hay Afghanistan, nhưng đồng thời cũng không thể đưa ra khung thời gian cụ thể khi nào năng lực quân sự của Houthi sẽ bị suy giảm một cách thỏa đáng. Các nguồn tin cho biết thêm, chiến lược của Washington là hạn chế khả năng nhóm chiến binh nhắm mục tiêu vào các tàu ngoài khơi Yemen, hoặc ít nhất là tạo môi trường an toàn cho các công ty vận tải biển tiếp tục đưa tàu qua Biển Đỏ và Vịnh Aden. Trước đó, vào tháng 11 năm 2023, lực lượng Houthi đã tiến hành hàng chục cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa vào các tàu thương mại đi qua tuyến vận tải hàng hải quốc tế, tuyên bố ủng hộ Gaza trong bối cảnh hoạt động quân sự của Israel tại vùng đất của người Palestine. Những cuộc tấn công đó đang làm gián đoạn thương mại toàn cầu, buộc một số công ty vận tải biển lớn nhất thế giới phải tránh tuyến đường trước đây, thay vào đó là kéo dài hành trình thêm vài nghìn km và tốn thêm hàng triệu đô la Mỹ chi phí khi đi qua mũi hảo vọng châu Phi. Lực lượng Houthi cũng thể sẽ đáp trả liên quân do Mỹ dẫn đầu vì liên quân này đã thực hiện các cuộc tấn công vào các mục tiêu của họ ở Yemen trong hơn một tuần qua. Một quan chức Mỹ nói với tờ Washington Post rằng, chúng tôi hiểu rõ nhóm Houthi là ai và thế giới quan của họ, vì vậy chúng tôi không chắc chắn rằng họ sẽ dừng lại ngay lập tức, nhưng chúng tôi chắc chắn đang cố gắng làm suy yếu năng lực của họ.
Trong khi đó, một nhà ngoại giao biết rõ vấn đề giải thích rằng Washington không cố gắng đánh bại nhóm Houthi cũng như không có mong muốn xâm chiếm Yemen. Thay vào đó, Mỹ muốn làm suy giảm khả năng thực hiện các cuộc tấn công kiểu này trong tương lai và điều đó liên quan đến việc đánh vào cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho các cuộc tấn công kiểu này cũng như nhắm vào các năng lực cấp cao hơn của lực lượng. Các quan chức tuyên bố nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ Joe Biden ra lệnh tấn công Yemen là nhằm tìm cách duy trì vị thế quốc gia không thể thiếu của thế giới. Trong bài viết, tác giả bày tỏ lo ngại chiến dịch ném bom nhằm vào lực lượng Houthi sẽ trở thành bước lùi cho mục tiêu của Tổng thống Biden là ngăn chặn xung đột Israel-Hamas lan rộng sang các khu vực khác ở Trung Đông. Tờ báo lập luận rằng điều này cũng có thể làm suy yếu nỗ lực của ông nhằm tái tập trung chính sách đối ngoại của Mỹ vào Nga và Trung Quốc. Đồng minh của Mỹ trên mặt trận Yemen là Anh cũng sẽ trải qua một cuộc bầu cử nghị viện trong năm nay. Đứng trước rủi ro đối với vị thế quốc gia, giới chức Anh đang nâng cao cảnh giác trước sự can thiệp tiềm tàng từ nước ngoài. Ngày 21 tháng 1, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cho biết Vương quốc Anh đang xem xét rất nghiêm túc các mối đe dọa can thiệp của nước ngoài vào cuộc bầu cử dự kiến cuối năm nay. Phát biểu trên kênh Sky News, ông Sharp nói rõ các cơ quan chống khủng bố và các đơn vị liên quan của Anh sẽ xem xét rất kỹ vấn đề này. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi người đứng đầu cơ quan chống khủng bố của Vương quốc Anh, ông Matt Duke, ngày 19 tháng 1 cảnh báo các mối đe dọa gián điệp từ một số quốc gia hiện nay còn lớn hơn cả thời chiến tranh lạnh. Cũng theo ông Matt Duke, cảnh sát đã thành lập một đơn vị mới để đối phó với các mối đe dọa can thiệp trước thềm cuộc bầu cử dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối năm nay. Đơn vị này sẽ sử dụng các quyền hạn được cấp theo đạo luật an ninh quốc gia thông qua vào tháng 7 năm 2023 để khiến các nước khó theo dõi và can thiệp vào tiến trình chính trị hơn. Ông Duke cũng cảnh báo xung đột tại Trung Đông đang khiến các phần tử Hồi giáo cực đoan gia tăng hoạt động và Anh đang đối mặt với thời điểm cực đoan hóa. Trong thời gian qua, những thông tin về khủng bố và chủ nghĩa cực đoan mà cảnh sát Anh nhận được đã tăng 25%, mức tăng đột biến so với thông thường. Các thông tin này đặc biệt tăng cao sau mỗi lần xảy ra các vụ khủng bố và liên tục tăng mạnh kể từ khi bùng phát xung đột Israel-Hamas hôm 7 tháng 10 vừa qua. Trước đó, Anh và Trung Quốc đã thường xuyên cáo buộc lẫn nhau tham gia vào hoạt động gián điệp. Chính phủ Anh cũng tuyên bố rằng các gián điệp của Trung Quốc đang nhắm tới các quan chức của Anh tại những vị trí nhạy cảm về chính trị, quốc phòng và thương mại, với phương pháp tình báo ngày càng tinh vi để lấy được các bí mật của Anh. Trong khi đó, Trung Quốc mới đây đã tuyên bố phanh phui một gián điệp của Anh tại nước này. Các lo ngại về can thiệp bầu cử của Anh và Mỹ đã tăng mạnh sau cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016. Ủy ban tình báo Thượng viện nước này đã kết luận rằng Nga đã nỗ lực can thiệp vào cuộc bầu cử này để ông Trump giành chiến thắng, thay vì bà Hillary Clinton. Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều ngày qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh sự phản đối về việc thành lập một nhà nước của người Palestine. Điều này khiến Israel chịu phản đối mạnh mẽ từ nhiều bên, thậm chí cả đồng minh Mỹ. Washington được hiểu đang muốn triển khai giải pháp hai nhà nước và xem đây là cách chấm dứt cuộc chiến giữa Israel với phong trào Hồi giáo Hamas của người Palestine. Trước tình hình đó, mới đây, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã công khai mâu thuẫn với tuyên bố của Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ cho phép người Palestine thành lập một nhà nước. Làm thế nào hai nhà lãnh đạo thu hẹp khoảng cách đó vẫn còn là một câu hỏi lớn. Tôi sẽ không thỏa hiệp về quyền kiểm soát an ninh hoàn toàn của Israel đối với toàn bộ khu vực phía Tây Jordani. Và điều này trái ngược với một nhà nước Palestine. Trong tương lai, nhà nước Israel phải kiểm soát toàn bộ khu vực từ sông đến biển. Tôi nói sự thật này với những người bạn của chúng tôi, những người Mỹ. Nỗ lực áp đặt một thực tế gây nguy hiểm cho chúng tôi. Chúng tôi nói không khi cần thiết và nói có khi có thể. Có một số quốc gia là thành viên của Liên Hợp Quốc, không có quân đội riêng. Một số nước có những hạn chế. Và vì vậy, tôi nghĩ có nhiều cách để điều này có thể thực hiện được. Thách thức mà ông Biden phải đối mặt khi cố gắng gây áp lực lên Thủ tướng Netanyahu để áp dụng cách tiếp cận chiến trường mới và lên kế hoạch cho tương lai ở Gaza, nhưng vấp phải sự phản kháng và bất đồng công khai. Trên thực tế, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Israel vẫn công khai mâu thuẫn về câu hỏi cơ bản là điều gì sẽ xảy ra với Gaza sau khi chiến tranh Israel và Hamas kết thúc, bất chấp những nỗ lực mạnh mẽ của Mỹ trong nhiều tháng qua nhằm lôi kéo các quan chức ở Israel và khu vực vào một kế hoạch mà họ hy vọng cuối cùng có thể thực hiện được, giải quyết cuộc xung đột kéo dài hàng thập kỷ.
Ông Biden và các quan chức hàng đầu của ông nói rằng việc thành lập một nhà nước Palestine với những đảm bảo cho an ninh của Israel là cách duy nhất để cuối cùng mang lại hòa bình và ổn định cho Trung Đông. Washington đã kêu gọi chính quyền Palestine, vốn đang quản lý ở bờ Tây, nắm quyền kiểm soát ở Gaza sau khi bị Hamas đánh bại, mặc dù ông Netanyahu đã nhiều lần đe dọa sẽ tiếp tục cuộc chiến với Hamas sẽ kéo dài đến năm 2025.